Dạ, shop Thanh Trực mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em có một số đồ gốm, đồ đồng và tranh đá với cái tủ ly để em giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1A đầu tiên hôm nay thì em có một cái tủ ly. Chất liệu của nó là cẩm lai nha quý cô chú và anh chị. Đó. Hàng thì nó ở đây thì nó cái móc khóa của này thì em giao lưu về thì nó bị gãy cái móc khóa ở đây rồi. Thì quý cô chú anh chị mà có giao lưu với em thì em sẽ làm lại cái móc khóa. Và phía trong này thì những cái miếng gương ở trong này thì em đã giao lưu về nên em mở nó ra rồi. Thì quý cô chú anh chị có giao lưu với em thì em sẽ gán nó lại cho quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái tủ này là 2m6. Chiều ngang lại của cái tủ của mình đó là 1m17. Chiều sâu vô ở cái phía bên hông này là 42. Dưới này nó cũng có hơi hộp thoại nữa nha quý cô chú và anh chị. Này thì em chưa có vệ sinh chùi rửa gì hết. Rồi mã số 1A đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú và anh chị cái tủ chất liệu là cẩm lai này, gỗ của nó là cẩm lai này, 50 triệu em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 2A này thì em có một bức tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay, tích của nó là Tùng Hạc nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, có khung là có khung gỗ gụ bây giờ. Chiều dài của bức tranh này là 1m9. Chiều dài của cái miếng đá ở trong là 1m67. Chiều cao của bức tranh này là 80. Chiều cao của cái miếng đá ở trong này là 58. Rồi mã số 2A này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay này 7 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 3A này thì em có một cặp lông mã. Chất liệu của nó là bằng đồng nghe quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và là lặn luôn. Hai con này thì trọng lượng nặng của nó là 30 kg nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của con lông mã này là 62. Chiều dài từ cái miệng của nó đến cái đuôi của nó là 63. Quanh bụng là 51. Rồi mã số 3A này em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp lông mã này 22 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4A này thì em có một bộ lư. Bộ lư này thì em đã đánh bóng rồi nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liên lạc lành lặn luôn. Chiều cao của cái bộ lư này là 28. Ngang lại là 19. Chiều cao của cái chân đèn này là 24. Ngang của cái nắp chân đèn ở trên là 11. Bộ lư này trọng lượng nặng của nó là 2,5 kg nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4 này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Bộ lư này 2.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5A này thì em có cây đèn. Chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Ống khói của nó thì có logo luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao là 52. Quanh bụng là 43. Rồi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.800.000. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6A thì em có một cặp đèn gốm này. Đèn này thì nó có bóng nữa nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đèn này là 23. Quanh bụng cũng là 23 luôn. Rồi cặp đèn gốm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7A này thì em có được 4 cái tách trà. Đó, hàng gốm tàu. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết. Chiều cao của cái ly này là 5 cm.
ngang lại là 10 sân. Ngang của cái dĩa ở phía trong này là 14 sân. Rồi bốn cái tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 8A này thì em có được hai cái tô hàng gốm tàu. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái tô này là 9 sân, ngang lại là 17 sân. Rồi hai cái tô hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9A này em cũng có hai cái tô hàng gốm Nhật nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liên lạc thấy. Bên trong chân đế của nó có mộc. Chiều cao của cái tô lớn này là 5 phân, ngang lại là 16 sân. Cái tô nhỏ hơn là chiều cao là 7 sân, ngang lại là 12 sân. Rồi hai cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 10 này thì em có một cái thố hàng gốm tàu luôn. Bên trong thố này chân đế. Chiều cao là 7 sân, ngang lại là 14 sân. Rồi cái thố này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11A này thì em có được 5 cái dĩa. Màu hồng phấn nó nhìn rất là dễ thương luôn nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc hết. Ngang của cái dĩa này là 14. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 12A này thì em có được 5 cái dĩa hàng gốm tàu luôn. Có hoa văn này được vẽ bằng tay hết nghe quý cô chú anh chị. Ngang của cái dĩa này là 17. Rồi 5 cái dĩa hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Mông, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã 13A này thì em có một cái dĩa hàng gốm tàu luôn. Dĩa này dĩa lớn nha quý cô chú anh chị. Ngang của cái dĩa này là 32. Rồi cái dĩa hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 này thì em có được 5 cái chén hàng gốm tàu. Bên trong chén này nhìn rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị. Chân đế. Chiều cao của cái chén này là 5 phân, ngang lại là 12 sân. Rồi 5 cái chén hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15A này em cũng có được 5 cái chén bông mai này. Hàng thì liền lạc thấy. Chiều cao của cái chén này là 5 phân, ngang lại là 11 sân rưỡi. Rồi 5 cái chén bông mai này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16A này thì em có một cái bình rượu chu đậu. Bình này bình gốm nha quý cô chú và anh chị. Đó, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao là 27, ngang lại là 14, quanh bụng là 44. Rồi cái bình gốm chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.600.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 17A này thì em có một cái thau gốm. Đó, hàng vẽ tay. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Bên trong chân đế của nó. Cao của cái thau này là 15, ngang lại là 44, lọt lòng là 34. Rồi cái thau gốm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 18A này thì em có một cặp bình bách hoa. Hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái bình này là 39,
ngang lại là 7 sân, quanh bụng là 68, quanh đế là 38, chân đế của nó có mọc. Rồi mã 18A này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình bách hoa này 2.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 19A này em cũng có một cặp bình bách hoa nữa. Chiều cao của cái bình này là 35, ngang miệng bình là 8 sân, quanh bụng là 72, quanh đế là 43, chân đế của nó có mọc. Rồi mã 19 này em giao lưu với các cô chú anh chị, cặp bình bách hoa này cũng là 2.500.000, em bao phí xếp cho các cô chú và anh chị. Rồi mã số 20 thì em có một cặp bình củ tỏi, cũng là bách hoa luôn. Đó, hàng thì liền lạc hết nghe quý cô chú anh chị. Chiều cao của cái bình này là 54, ngang miệng bình là 20, quanh bụng là 1m13, quanh đế là 66, chân đế của nó có mọc. Rồi mã 20A này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cặp bình bách củ tỏi bách hoa này 3.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 20A cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn.